Vậy mà trước giờ mình kêu sông Lan không? Thì cái nó cứ tay bẻ cái miệng nó hơi sợ gãy. Sông Loan, sông Loan. Em Loan à, chẳng phải ta. Sông Loan. Tại vì ông Quỳnh Khải á, ta sĩ Quỳnh Khải kêu bằng sông Loan. Rồi thành ra anh bắt trước, mình kêu bằng sông Loan luôn. Rồi coi chắc chơi. Cái này lên thì lâu lâu cuối tuần mình Dũng chơi kiếm cho mình mở lại sân khấu nè. Ở đây người ta hỏi quá trời. Ủa rồi rồi sao? Chiếc này cái chành mất mất tiêu rồi hả? Chiếc chành gì? Cái chành nè, đang ngồi cái chành nè. Ờ này để cái gì á chứ không phải cái chành. Ủa sao biết? Anh Quy anh nói đó. Ủa biết luôn. Đây là Maestro Kitchen. À. Maestro Kitchen. À. Hồi trước là Coleman Kitchen. À. Bây giờ bán lại cho mấy đại gia mới rồi. À. Bỏ Coleman này ha. Bỏ Coleman nhưng mà ra đây vẫn vẫn được. Giờ vẫn ra đây ăn. Giờ giờ ăn phải trả tiền, trước ăn thì khỏi trả tiền. Maestro. Maestro. Maestro là master đó. Tiếng Tây Ban Nha đó là Master đó. Macho. Rồi có cái siêu thị bán đồ, mấy cái đồ ngoại nhập nè, rồi xúc xích nè, phô mai nè. Ồ, Thanh Điền thích ăn phô mai, phô mai ăn cũng được á. Có đâu, Thanh Điền ăn tương, không ăn đồ đó đâu. Ủa, ăn phô mai là sữa mà không được mà đâu. Sữa đâu không ăn. Không được hả? Dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi. Đừng nhớ cho thằng giấy nha con. Rồi dạ. Ăn thử hủ tiếu coi ok không nha. Thơm không? Quá êm. Quá êm. Cái này gì? Đũa đây, đũa đây, chị lấy giờ. Đũa thôi, đừng lấy muỗng. Đũa đây. Ăn cái nào con gái? Đó. Ăn nhùa mất công rửa lắm không? Rửa gì? Trời, quán sao? À có, rửa chiếc đũa thôi. Tối rửa cái muỗng. Trời. Ngon quá à. Được không? Rồi, ok. Không lẽ đang nói chuyện ăn. Không, vừa ăn vừa nói chuyện. Bình thường. Nè, anh cũng ăn nè. Dạ. Nè, có tô nè, tô dạ, anh nè. Dạ, dạ. Tô mình nè. Đó này gì? Nước sôi. Cái dĩa này nè. À, cái dĩa đó là cái dĩa để cái muỗng với cái... Dạ. Muỗng với cái đũa đũa. Dạ. Ngon nè. Ngon. Ừ. Thanh Điền ăn ngon là mình vui rồi. Nhưng mà này không phải của quán đây. Phải. Thôi mốt bắt kêu quán này làm thêm đồ chay nữa đi. Nha Thảo. Chị Thảo. Tôi vô chồng. Nên làm vài món chay. Nên có cái thực đơn chay. Trời, nó cho tôi nhiều hủ tiếu quá trời. Nó có Thanh Điền không có nhùa. Đỡ. Đang ít lắm. Cái người muốn ăn nhùa thì nó không cho ăn nhùa, còn người không muốn thì cho ăn nhùa. Nhiều á. Ăn nhùa là nhiều. Không chắc là kỳ này phải làm một cái kênh riêng cho anh Thanh Điền. Để anh Thanh Điền để cho bà con dễ xem. Dạ. Làm riêng cho anh Thanh Điền luôn. Dạ, Thanh Điền. Yên tâm đi. Làm chuyện vài tháng lục. Tại vì Thanh Điền đờn vài ngày bữa người ta nghe ghé ta cũng chán hả, ta cũng không bỏ. Không, tính. Dạ. Ừ. Chắc phải làm riêng vậy cho người ta dễ coi là dễ nhớ. Không thì kết hợp Thanh Điền với ca sĩ. Nếu mà bữa nào ế ca sĩ nào mà vắng ca sĩ quá thì vô Bủ Điện vô hát. Ờ. Vô hát phá kinh chơi. Trời, Bủ Điện hát bản niệm phút cuối hay chứ. Em nha. Rồi không dựa vô phá kinh nữa. Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu Vân. Là yêu chị chị á. Ừ. Hả? Mẹ của cô gì nè. Thứ dám không? Thứ dám yêu người khác không? Được. Báo cho Thanh Điền một tin vui. Dạ. Lại có thêm một bé bi nữa. Nữ nam? Nom. Rồi. Tới rồi ha. Cọp trống, á quên cọp đực. Quá vậy. Ngâm cọp mà.
biến nhầm dần luôn phải không? Ừ. Đầu tiên là ngon quá. Được không? Đây được không? Ồ, nghe mà. Cái chỗ này bán chuyên đồ chay luôn. Anh biết sao không? Sao? Không vậy, con cũng bình thường, tại nó không cay á, mình ăn được, mình nói được. Em ăn cay không có được. Ừ. Một bên thì ăn cay khủng khiếp. Nhớ hai bạn con của anh Điền quá trời. Ừ. Hai đứa còn ngủ. Dạ. Xong anh. Đơn anh thì anh. Ừ. Lấy lót cái tên của mẹ ha. Ừ. Đúng rồi. Cái anh đó ở đâu anh Điện? Cái anh mà con của cái cậu mà con của anh Điện chùa bữa trong lớn hả? Dạ. Sinh nhật đó. À, ở chung với mẹ, ở bên nhà mẹ. Dạ. Rồi anh Quân. Dạ cũng thưa quý vị khán giả là tháng 4 tới giờ, tháng 3, tháng 4 tới giờ bây giờ gần 1 năm hơn nè. Đúng. Giáp 1 năm luôn á. Chỉ có một đợt là lúc đó xuống nhà, xuống gần nhà của anh, xuống nhà anh Thanh Điền thăm ảnh đó, đợt đó tới giờ luôn. Mà xuống đi công việc nên là đi rất là gấp. Mà lúc đó là Thanh Điền chưa có mũi nào luôn đúng không? Chưa có, Thanh lên rồi. Có là em nhảy lên xe lên luôn. Ghê. Nè hôm qua đi có bị say xe không? Ngốt. Có ngon hả? Không có say, mở máy lạnh được mà. Hết xe chuẩn bị đi lưu diễn được rồi. Dạ. Như em hỏi anh cái tin này anh chắc anh nắm chính xác. Tin gì? À, anh Điện. Tin gì? Cái tin mà cô Phi Nhung đó, nghe nói bà qua đời ở bên này, cái người này. Không, thật mà. Dạ. Cô Phi Nhung mất mà. Chị Phi Nhung mất mà. Vậy mà có cái tin xấu nào đó nó đồn, nó nói là cò sống chứ chết đâu, chết đó. Mất rồi. Phi Nhung là tham gia cái show dấu ấn điện thoại của mình xong á, mất luôn á. Tham gia cái dấu ấn huyền thoại mà với cho anh Thế Hiển á. Cái tập của anh Thế Hiển mà tham gia xong cái tập đó mà mình mới biết là cái bài Hoàng Hôn Màu Tím đó là của anh Thế Hiển sáng tác luôn. Dạ. Ít ai biết luôn, ít ai nghĩ cái bài đó là của nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác. Thế Hiển hát nhạc trẻ mà sao viết bài đó hay quá. Viết bài hay ha. Dạ. Mà theo như Phi Nhung á, là cái bài đó là cái bài là cũng đưa Phi Nhung như là sự nghiệp đi lên từ cái bài đó luôn á. Dạ đúng. Đó, đó quá là hay. Phi Nhung mới sang bên đó, khán giả cũng chưa có biết nhiều, mà sau khi hát cái bài đó Thúy Nga thì nó nổi tiếng luôn. Mà hát cái bài nó nghe là tê tái thiệt chứ. Quá nhiều. Đang cho chú ăn nhiều quá. Đây. Mình thấy tôi ốm quá nên cho tôi ăn quá trời rồi đó. Đã quá. Thanh Điền ở đó là Thanh Điền có ông nội đó. Dạ. Cũng trò chơi với ông nội với này chú. Mà tám với ông nội, với ông nội đó, ông nội cũng buồn. Ừ. Nhiều khi bà nội sau bà nội hay đi chơi. Chưa. Bà nội đi mới hơi 88. Không, cái bà này là bà nội sau nha. Dạ. Bà sau á.